không còn chút gì để nhớ nữa ha. Có gì gọi lớp trưởng đi ha. Nam đi Nam. Dạ thưa cô ạ, theo em nhớ thì hồi Y4 thì đi khám sản phụ khoa thì đầu tiên là em sẽ kiểm tra cái hành chính của bệnh nhân là họ tên, tuổi, năm sinh, nghề nghiệp, rồi thai nghén bao nhiêu ngày, kinh đầu, kinh cuối, siêu âm, những cái xét nghiệm cần lâm sàng. Rồi cái đó là về tiền căn, về hành chính. Thì tụi em sẽ hỏi thêm về những cái bệnh lý nội ngoại khoa, sản phụ khoa, đây là con thứ mấy của sản phụ. Rồi những cái bệnh lý ngoài, ví dụ như là viêm phổi hay là có những cái bệnh CBD, hút thuốc lá này, rượu bia này kia không. Về sản phụ khoa thì em sẽ hỏi về kinh cuối, về cái ngày test dương Ngày cấp và 2 test có thai huyết dương tính đó phải không? dạ đúng rồi ạ, Ừ. và cái tình trạng thai nghén hiện tại là có sức khỏe, có ổn định không, có thai máy này kia không. Dạ cái thì tụi em nhớ là vậy ạ. À, những cái gì Nam nói thì đều đúng hết á. Nhưng mà cô muốn Nam hệ thống lại. Ví dụ như thứ nhất là làm sao em biết được những điều đó thông qua cái công cụ quản lý thai nghén là gì? Hồi đó em tiếp cận là công cụ đó là gì? Hoặc là cái biện pháp nào để em biết được những cái đó, tất nhiên là qua cái hỏi rồi đó, nhưng Dạ. làm sao để mình thông tin giữa những cái bác sĩ với nhau, hoặc là để bệnh nhân người ta nắm được tình hình của người ta đó Dạ. Dạ qua thì bên cạnh cái việc hỏi thì tụi em thì thường hỏi thêm những cái sổ khám thai ở khu sản phụ đó cô. cái đó là cái công cụ quản lý thai nghén đầu tiên của mình, là mình tiếp cận là cái sổ khám thai đúng không? Thì Dạ. hôm nay mình học một cái công cụ thứ hai á, là phiếu theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà. Hồi xưa cô cho mấy bạn câu hỏi thi á, là so sánh giữa cái sổ khám thai với cái phiếu theo dõi này nó khác nhau chỗ nào. Mấy bạn lên mạng, mấy bạn sờ, các nãy cô định ép cái hình cái sổ đó, cái phiếu theo dõi này vào cho mấy bạn, nó nhìn như giống như một quyển sổ nhưng mà nó khá là dày ha. Thì để cho mấy bạn có thể có sự so sánh được, đây là một trong những công cụ để quản lý thai nghén luôn, nhưng mà nó rộng, nó bao hàm rộng hơn cái sổ khám thai của mình. Ở xíu nữa mình sẽ biết nó rộng hơn ở phần nào ha. Rồi Nam đã nói rất là đúng, mà bây giờ cô muốn một bạn nói về những cái bước khám thai á, những cái bước tổng quát khám thai, mấy bạn còn nhớ gì không? Tại vì trong cái phiếu theo dõi này hoặc là cái sổ khám thai của mình á, nó đều đều có thông qua những cái bước khám thai đó để người ta gì hình thành nên cả một cái quá trình khám thai từng tâm cá nguyệt, và ghi vào những cái công cụ này để theo dõi, để báo cáo, để ghi nhận lại những cái thông tin của sản phụ hoặc là tình hình sức khỏe cho các bác sĩ theo dõi liên tục trong một cái quá trình khám thai đó. Các bạn có nhớ được cái bước khám thai như nào không? Nam 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 chỉ một bạn nào đi, Nam nữ đi, Nam cho một bạn nữ đi, đọc tên giùm cô đại trong danh sách đó. Dạ em xin mời bạn lớp phó lớp C Đinh Trâm Anh ạ. Trời ơi tên đẹp quá, Trâm Anh. À, đi Dạ cô. thưa cô là thì đầu tiên là mình một sản phụ đến khám thai thì mình phải hỏi như hồi nãy bạn bạn lớp trưởng lớp B có nói, thì bạn có về phần hỏi thì hồi nãy em thấy bạn nói khá là đầy đủ, từ thông tin hành chính cho tới hỏi về chu kỳ kinh nguyệt, tiền sử bệnh toàn thân sản phụ khoa, rồi hỏi về lần mang thai lần này, kỳ kinh cuối là bao nhiêu để mình tính ngày, tính lại ngày dự sanh, rồi hỏi về thai máy và hỏi về các phàn nàn của sản phụ. Sau đó là em nghĩ là sẽ tới phần khám ạ. Thì trong phần khám thì sẽ có là khám toàn thân. Mình khám toàn thân thì mình lấy dấu hiệu sinh tồn, rồi cũng như là khám tổng quát các cơ quan của sản phụ. Sau đó là tới phần khám sản khoa thì sẽ có là đo đo bề cao tử cung. Mình có thể mình đo vòng bụng, sau đó mình khám tim thai, và tùy xong rồi sau khi hỏi khám thì có mình sẽ chỉ định các cận lâm sàng cần thiết thêm tùy theo cái tháng mà sản phụ đến 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 khám. Thì những cận lâm sàng cần thiết có thể là huyết đồ,
nhóm máu và những cái cận lâm sàng để kiểm kiểm tra về các bệnh truyền nhiễm như HIV, HPS. Rồi mình sẽ làm double test hoặc là triple test để sàng lọc các dị tật của thai nhi ạ. Sau khi hỏi khám làm cận lâm sàng thì sau đó mình sẽ chỉ định các một số thuốc cần thiết thiết yếu cho sản phụ như là có thể là sắt, axit folic. Rồi mình tư vấn giáo dục lại sức khỏe vệ sinh thai nghén cho sản phụ. Dạ cô, em nghĩ là em hết rồi. Ừ, vậy là quá giỏi rồi, Trâm Anh nhớ gần như đầy đủ các bước rồi đó, chỉ còn thiếu một hai bước nhỏ thôi. Mấy bạn nào còn bổ sung nữa không? Trâm Anh nói như vậy thì bạn sẽ nhớ được bài, với lại trong đầu mình nó sẽ hệ thống được là cái quá trình khám thai mình sẽ tiến hành tới từng cái bước nào ha. Rồi Trâm Anh mời một bạn nam đi, một bạn khác có thể cùng lớp hoặc khác lớp em để bổ sung cho em thêm, còn cái nào bổ sung nữa không? Thôi em chắc em mời bạn lớp trưởng lớp D luôn đi à, bạn Thái à. Ừ, đúng rồi. Vậy cho mấy bạn khỏi giận ha. Rồi Thái. Dạ em cô ạ. Ừ. Thái trả lời đi em. Các bước của khám thai này nãy em Bổ em sung vừa hả? mới đi xuống, em không nghe bạn nói hết luôn, em vừa mới đi xuống. À sao? Là em không nghe bạn nói hồi nãy hả? Vô cái đoạn đó em không có tới đây. Trời đất ơi, để trong cái màn hình xong đi chơi mất tiêu hả Thái? Không Rồi. cần đi rót nước, đi Vậy đốt nước cái. lớp phó của em là bạn nào? Đừng nói không nghe nữa nha. Lớp phó lớp D. Để em xem. Không nhớ tên lớp phó luôn hả Thái? Xem thử có mấy bạn online không. Không cần có, gọi cho cô. Bạn nào không có ghi tên lại cho cô, đến mốt nó đi qua bệnh viện là biết tay tôi luôn đó nha. Lớp phó là bạn Thái, đọc tên đi. Nhân ơi, có không Nhân ơi? Có nên thấy không? Hơi thương nhau dễ sợ luôn. Rồi, trả lời đi. Bạn gì Văn hả? Dạ, em tên Nhân ạ. Nhân, Nhân trả lời đi. Thái mời em rồi đó. Dạ, em thấy là bạn Trâm Anh cũng liệt kê đầy đủ quy trình khám thai, mà em xin bổ sung thêm một số cái hỏi về cái cộng lâm sàng đã làm ứng theo từng cái tam cát nghiệm đó Cô chỉ cần biết cái nội chính, cái ý lớn thôi, còn cô. còn không có cần phải phải nói những cái chi tiết nhỏ mấy bạn sẽ đọc được thêm rồi. Bạn có thiếu cái gì nữa không, em bổ sung cho bạn, hay là bạn nói vậy là em thấy đủ rồi? Dạ, tức là em sẽ xem kỹ lại hơn cái hồ sơ về cận lâm sàng khám thai đúng theo từng cái tam cá nguyệt đó cô, ví dụ như là coi cái siêu âm hoặc là double test. Rồi, cô hiểu rồi. Tóm lại là nói chung là bạn bạn Trâm Anh hồi nãy nói khá là đầy đủ rồi ha, cho nên nhiều khi mấy bạn cũng không có bổ sung được nhiều. Thì Trâm Anh chỉ còn thiếu cái nói cái tiêm phòng uốn ván á Trâm Anh. Cái mà gọi là lịch tiêm phòng uốn ván là em chưa bổ sung vào trong cái chính bước khám thai. Và cái nữa là mình phải kết luận, cuối cùng là mình kết luận lại và dặn dò cho thai phụ biết á, là cái nội dung khám lần đó đã đạt chưa và có vấn đề gì để báo cho người ta biết có cần phải theo dõi tiếp không, và hẹn khi nào tái khám. Thì giống như là mấy bạn khám một cái thai kỳ á, biết là thai kỳ này phát triển bình thường thì bao lâu tái khám, còn nếu thai kỳ này một có vấn đề ha, ví dụ thai chậm tăng trưởng hoặc là thiểu ối hoặc là ối giảm hoặc là dối ối dư đa ối, thì có nghĩa là mấy bạn sẽ khám thai gần hơn, hoặc một số trường hợp là báo chuyển dạ nhưng mà chưa có cần phải nhập viện thì mình có thể cho người ta tái khám gần hơn chẳng hạn. Các bạn hiểu không?
Cái đó là cái kết luận và cái dặn dò cho sản phụ biết. Rồi thôi, cảm ơn các bạn ha. Thì mình sẽ đi nhanh qua cái phần này. Mục đích cô muốn nói là để mấy bạn nhớ lại cả cái quá trình khám thai của mình á, gồm những bước gì, và mình đi vào cái bài hôm nay là một trong những công cụ để quản lý thai nghén. Rồi tất cả bài học thì mình đều đáp ứng cái mục tiêu của bài học ha. Mình phải kể được cái tầm quan trọng của phiếu khám thai, phiếu khám, xin lỗi, phiếu theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà. Cái tên nó hơi là dài, nhưng mà nó trong trên cái tên gọi á là nó phân ra nhiều vấn đề. Thứ nhất là mình theo dõi sức khỏe của bà mẹ, thứ hai là mình theo dõi sức khỏe của trẻ sơ sinh, thứ ba là cái phiếu có thể là lưu ở trạm y tế và lưu ở cho sản phụ, cho nên nó gọi là có thể theo dõi tại nhà được. Và thứ tư là mình sẽ tầm soát được cái gì, kế hoạch hóa gia đình của cái người phụ nữ này sau khi sanh xong. Cho nên cái phiếu này nó rất là dài, mấy bạn nhớ ha. Ghi và hướng dẫn được người phụ nữ cách ghi sử dụng phiếu để quản lý sức khỏe sinh sản ở tuyến cơ sở. Cái phiếu này nó có rất là nhiều công dụng, cho nên á, nó sẽ là một cái công cụ rất là quan trọng ở tuyến cơ sở. Mình sẽ đi vào cái phần mục đích và tầm quan trọng của phiếu. Phiếu theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà là tập hợp những thông tin cần thiết về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Những thông tin cần thiết để chăm sóc cái sức khỏe sinh sản. Đây là một cái công tác mà mình cần, nó sẽ đáp ứng cho không chỉ cho cán bộ y tế, cho cái người phụ nữ, mà còn cho cái gì, cho cái mà đơn vị, ví dụ như là trạm y tế đó, người ta có những cái số liệu để người ta thống kê. Thì chút xíu mình sẽ đi kỹ cái phần đó để mấy bạn nắm được. Đây là phiếu theo dõi sức khỏe cho phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi, là cái lứa tuổi sinh sản ha, dùng để ghi lại các kết quả theo dõi của cán bộ y tế ở cơ sở. Khi đi đánh trắc nghiệm á, cô sẽ cho một cái slide này, cô sẽ cho một câu hỏi chẳng hạn. Mấy bạn nên nhớ giùm cô, lưu ý là từ 15 đến 49 tuổi ha, trong lứa tuổi sinh sản, để ghi lại những kết quả theo dõi. Rồi phiếu này, thứ nhất là nó sẽ giúp cho vấn đề cán bộ y tế ở cơ sở nắm được những phần gì. Thứ nhất là nó có cái phần tiền căn tiền sử á, từng cái trang của nó gồm có tất cả là 9 trang. Thì trong đó cái trang phần tiền sử á, để mục đích là mình tham khảo lại quá trình sanh nở bệnh tật để phục vụ cho thai nghén hiện tại. Thì cái câu này nó ghi ra thì chắc là không có gì để khó hiểu hết á. Nhưng nãy giờ mấy bạn cũng có trình bày á, mình phải coi cái tiền căn quá khứ ha, có vấn đề gì đặc biệt không để mình lưu ý cho thai kỳ này. Ví dụ tiền căn người ta đã từng sanh non sảy thai nhiều lần ha, hoặc là gì, hoặc là thai lưu, thai dị tật gì đó, để mình biết là cái quá trình sanh nở kỳ này là một cái thai nghén rất là nguy cơ nếu mà mình không có chăm sóc tốt ha, sảy thai liên tiếp mấy lần. Bây giờ lần này có thai là con hiếm ha, con quý con hiếm, thì mình phải coi cái nguyên nhân sảy thai lần trước là như thế nào để mình chuẩn bị cho cái công tác kỳ này. Nếu nó là hở eo tử cung thì lần này mình phải cố gắng đến đúng thời điểm, mình sẽ cho khâu cái vòng cổ tử cung, hoặc là mình dùng cái vòng nâng để mình chụp cổ tử cung lại để ngăn cái quá trình là sảy thai tiếp theo ha. Đó là những cái quan trọng. Hoặc là người ta đã từng có những cái tiền căn mà thai chết lưu nhiều lần, thì lúc đó mình phải coi nguyên nhân là gì, có tìm được không. Nếu mà nó ra rối loạn đường huyết trong thai kỳ á, có nghĩa là đái tháo đường thai kỳ, thì lúc đó mình sẽ có một cái biện pháp là mình sẽ làm test đường rất là sớm ha, đường huyết đói, thậm chí là mình làm test dung nạp đường sớm, và sau đó mình sẽ kiểm tra lại sau đó tùy theo cái cá nhân cá thể hóa của từng cái sản phụ để mình tư vấn ha. Cho nên cái phần tiền sử là rất là quan trọng cho mấy bạn, tiền sử về sản khoa, tiền sử về ngoại khoa, ví dụ đã từng chấn thương gì đó ha, chấn thương vùng, nhất là quan trọng vùng chậu. Mấy bạn đi vào bệnh viện thấy có những cái ca mà người ta đi đi mà cái dáng ti nó rất là bất thường ha, thì mình sẽ hỏi lại. Và có những ca ví dụ như nhập viện và trong sản sản A sản bệnh nó tự dũ á, là cuối cùng quyết định đi mổ luôn ngay từ đầu, không có cho sanh nở gì hết. Bởi vì gì? Bởi vì những có tiền căn là bị chấn thương rất là nặng ở vùng chậu. Đó là những cái mà mình cần lưu ý. Rồi đối với một cái thai nghén hiện tại, mình cũng nắm được thông qua cái phiếu này á, để mình phân loại cái thai nghén, cái quá trình phát triển của thai bình thường hay không. Còn nếu mà có vấn đề gì thì mình sẽ chặn tại từng cái thời điểm. Cô ví dụ như là mấy bạn đi sản bệnh thì mấy bạn có thấy có nhiều ca đó nhập từ cái phòng khám đi vô bệnh viện ha, vì chẩn đoán là gì, thai chậm tăng trưởng trong tử cung, hiện tại thai được 37 tuần. Thì mục đích ở ngoài người ta nhập vô bên sản bệnh để chấm dứt thai kỳ, không có theo dõi tiếp thai này, bởi vì nếu theo dõi tiếp em bé có thể tử vong trong bụng. Thì thai chậm tăng trưởng là gì thì sau này mấy bạn đi lâm sàng mấy bạn sẽ biết ha. Thì đó là mình biết là cái quá trình khám thai người ta đã theo dõi rất là sát ở bên khoa tiền sản, và khi một đến một cái ngưỡng người ta cắt lại là cái ngưỡng này là thai đã đủ trưởng thành rồi nè,
bây giờ phải lấy ra chứ để nữa thì nó tốt thì nó không không tốt là hơn nhiều, nhưng mà nguy cơ thì rất là nhiều, thì lúc đó người ta sẽ cho nhập vô bệnh viện. Hoặc là những cái tuyến tuyến dưới mà theo dõi các cản quá trình khám thai, tự nhiên đang phát triển bình thường đến một cái điểm đó nó dừng lại, bắt đầu nó rơi 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 xuống, có nghĩa là tất cả những chỉ số của thai nó đều chậm chậm phát triển hết ha, thì lúc đó nên chuyển lên tuyến trên để quản lý thai. Đối với những cái ca mà chuyển tuyến lên tuyến trên là từ vú chẳng hạn hoặc hùng vương, người ta sẽ được khám ở cái ở khoa chăm sóc trước sinh á, là khoa tiền sản, bởi vì khoa đó sẽ có những cái máy siêu âm rất là thế hệ mới ha, người ta sẽ hồi rất là kỹ luôn, soi rất là kỹ, có thể người ta sẽ tìm nguyên nhân, có thể người ta sẽ theo dõi kỹ thai và người ta quyết định cái thời điểm phải nhập viện để chấm dứt thai kỳ. Đó là những cái thai ngén hiện tại mà mình cần lưu ý có những yếu tố nguy cơ gì để mình chọn cái nơi sinh thời điểm chấm dứt thai kỳ thích hợp các bạn ha. Còn ngoài ra cái phiếu này nó khác ở cái sổ khám thai thông thường á, là sau khi sanh nở xong á thì người ta sẽ có một cái trang để thực hiện kế hoạch hóa gia đình ha, kế hoạch hóa gia đình trong vòng 5 năm chẳng hạn, người ta sẽ có cái biểu đồ để biết cái người phụ nữ này có áp dụng biện pháp tránh thai nào không. Nếu mà áp dụng rồi mà vẫn có thai thì là có nghĩa là gì, còn nếu mà áp dụng đều mà đúng theo cái quy trình người ta có thai thì rất là tốt ha. Đó là cái khác biệt của cái sổ khám thai với cái phiếu này. Rồi ngoài cái giúp ích cho cán bộ y tế thì cái phiếu này cũng giúp cho người phụ nữ ý thức được tình trạng sức khỏe của mình để bảo vệ sức khỏe cho mình tốt hơn, tự chăm sóc mình. À, ngoài giúp ích cho cái sức khỏe của mình thì giúp ích cho đứa con cái thai trong bụng ha, hoặc là những người mà không chưa không có thai mà chỉ là thực hiện kế hoạch hóa gia đình, người ta không biết con người ta có bị bệnh lý về phụ khoa gì không và thực hiện kế hoạch hóa gia đình cho tốt, có nghĩa là cái này giúp ích cho về phía người phụ nữ. Và cái phần thứ ba là sẽ giúp ích cho các tuyến điều trị ha, ví dụ đi thi người ta hỏi câu hỏi trắc nghiệm mà phiếu này nó giúp cho những vấn đề cho những cái đối tượng nào thì mình phải có bao đối tượng là cán bộ y tế cơ sở nè, cho cái người phụ nữ hoặc cái người thai phụ đó, và cái thứ ba là cái đối tượng thứ ba là các tuyến điều trị, người ta có thể theo dõi sát về tình hình sức khỏe của người phụ nữ đó và có thể trao đổi được các tuyến với nhau, ví dụ tuyến dưới trao đổi với tuyến trên về cái tình hình của thai phụ này, à, tại sao phải chuyển tuyến và tại chuyển tuyến thì đã được cho sanh giúp hay là được mổ hay được có vấn đề gì phát sinh, ghi trong phiếu để người ta cái tuyến sau tuyến dưới người ta nhìn vào cái thai kỳ trước như vậy thì thai kỳ hiện tại người ta sẽ xử trí tốt hơn. À, và qua đó mình sẽ giúp cho mình cái công tác mà mình theo dõi nè, giúp cho cái cơ quan quản lý sức khỏe đó theo dõi, có những cái số liệu để theo dõi, giống như sau này tụi em đang đi cái sức khỏe cộng đồng á, tụi em sẽ có những cái vấn đề sức khỏe ưu tiên của từng khu vực á, ví dụ khu vực này có nổi trội là gì, là tình trạng bỏ phá thai, nạo phá thai rất là nhiều, bởi vì sao mình đưa lại tìm lại cái nguyên nhân thì người ta không có áp dụng cái biện pháp mà người thai, có nghĩa là biện pháp kế hoạch hóa gia đình tốt đó, thì mình có những cái số liệu để mình thống kê mình báo cáo ha, mình đánh giá dịch vụ y tế tại cái địa phương đó có tốt chưa, có cần hỗ trợ thêm thêm về người nhân lực vật lực gì không. À, cái lớp mà Y7 có nghĩa là trước tụi mấy anh chị ra trường trước em á, cô thấy có một số bạn đi về những cái trạm y tế quận á thì đang làm ở đó phải một năm trời á, thì mấy bạn cũng có kể cho cô là mấy bạn đang hỗ trợ cái công tác ở trạm y tế rất là nhiều ha, thì những cái công tác tiêm chủng hoặc là khám để chích ngừa Covid các thứ á, thì đây là cũng là một trong những cái dịch vụ y tế đánh giá tại cái địa phương nó có hỗ trợ được tốt không, có thiếu nguồn nhân lực không để xin mấy bạn về hỗ trợ chẳng hạn ha. Rồi đánh giá cái công tác ngừa thai mình như hồi nãy mình có nói á, nếu nơi đó bị phá bỏ nạo phá thai nhiều quá thì chích ngừa cái công tác ngừa thai nó rất là hạn chế, thì mình phải có những cái biện pháp ví dụ như tuyên truyền hoặc là thậm chí có những buổi tập huấn hoặc là phát những cái gì bao cao su các thứ để hỗ trợ cái công tác đó, thì đó là những cái tình hình sức khỏe. Rồi đây là những cái số liệu các thứ mình phải nắm được là mình sẽ phục vụ cho cái công tác của địa phương ha. Rồi về cái cách lập phiếu thì nó một cái phiếu này nó chia làm hai, à, hai cái phiếu có nghĩa là giống y chang như nhau, một cái phiếu nè người phụ nữ người ta sẽ giữ lại tại nhà và một cái phiếu của cán bộ y tế sẽ giữ. À, phụ nữ từ 15 đến 49 tuổi đã có chồng trong xóm ấp khu phố nơi cán bộ y tế phụ trách sẽ có một cái phiếu ha, nếu chưa có thai thì ghi những cái thủ tục và thực hiện cái biện pháp kế hoạch hóa gia đình, còn còn nếu có thai thì tất nhiên người ta sẽ theo dõi thai kỳ, một phía thì giao cho người phụ nữ còn một phía thì lưu tại trạm y tế. Cái mỗi tháng người phụ nữ đã đi khám hoặc là khám thai hoặc là nếu mà người ta không ấy thì người ta sẽ khám định kỳ cái kế hoạch gia đình á, thì người ta sẽ được ghi nhận lại cho cái phiếu đó. Tất nhiên là hai cái phiếu sẽ mình để những cái hộp khác nhau nha,
và phiếu thu lại khi người phụ nữ hết 49 tuổi. Ở trong đây cũng có một câu trắc nghiệm của cái bài này, cái slide này nha mấy bạn. Hồi nãy cô có nói những cái bước khám thai chung thì chắc mình bước qua nha. Bước hỏi là gì thì mình về mình coi nè. Khám toàn thân, khám sản khoa, làm những xét nghiệm. Thì tùy cái xét nghiệm nhất và xét nghiệm tổng quát chung thì mình sẽ làm đầu thai kỳ. Còn những cái chuyên biệt thì từng tam quan nguyệt mình sẽ làm. Bước thứ năm là mình sẽ cung tiêm phòng uốn ván. Bước thứ sáu là cung cấp một số thuốc thiết yếu. Bước thứ bảy là giáo dục vệ sinh thai nghén ha. Bước thứ tám là điền vào sổ ghi phiếu, ghi vào phiếu khám quản lý thai nghén hoặc là phiếu khám thai, sổ khám thai. Bước thứ chín là mình thông báo kết quả và hẹn tái khám. Thì đây là chín bước khám thai, và chín bước này nó rất là quan trọng để giúp cho mình là chăm một cái một trong những cái vấn đề góp phần cái bảo vệ sức khỏe cho người phụ nữ trong công tác chăm sóc sức trước sinh nha mấy bạn. Rồi, phiếu này sẽ có những trang như sau, với từ trang thứ nhất đến trang thứ tư nó sẽ là gồm có từ trang số 1 đến trang số 4 sẽ gồm có nội dung của chín bước khám thai ha. Thì trang thứ nhất á, chủ yếu là mình ghi lại những cái bản thân, nghĩa là cái phần hành chánh của cái sản phụ ha. Rồi đây cô cho cái hình nè, cái phiếu trang thứ nhất nè, mình thấy không? Phiếu theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà. Người ta có cái số đăng ký nè và những cái nội dung trong phần hành chánh. Thậm chí có cả họ tên chồng ha, rồi người lập phiếu là cán bộ y tế thì phải ghi tên vô. Rồi trang thứ hai của mình là chủ yếu mình theo dõi những cái yếu tố nguy cơ ha. Mình có những cái cột như là tuổi nè, tuổi của người phụ nữ thì có mang thai nè, có nguy cơ dưới 18 hoặc trên 35 là nguy cơ nè, chiều cao và những cái tiền sử sản khoa nếu có thì mình ghi có ha, để ghi vô cột để mình biết đó là bất thường. Còn trang thứ ba thì mình ghi nhận tình trạng thai kỳ hiện tại, thấy mình nhớ không? Trang thứ hai này chủ yếu là các yếu tố gì tiền sử về sản khoa, còn trang thứ ba là ghi nhận thai kỳ hiện tại để phân loại thai nghén nguy cơ cao hay không. Thì đây là những cái nội dung trong cái tình trạng thai hiện tại là mình cần phải nắm được. Cô coi có ghi nhận đây không cho tôi. Đó thì đây cô có những slide này mấy bạn về mấy bạn đọc trong sách cũng có ha. Thì những cái mà mình cần thiết mình ghi nè. Ví dụ như là chăm sóc thai kỳ hiện tại nè, có thai lần thứ mấy nhưng mà sanh lần thứ mấy, dự đoán ngày sanh là gì ha. Trong cái yêu cầu của Bộ Y tế thì mình tối thiểu của mình có tất cả là 5 lần khám thai trong từng tam quan nguyệt như thế này. Tuy nhiên đó, mình có thể khám nhiều lần hơn nếu có những bất thường. Thì trong đó những cái mà mình cần ghi nhận về về cái phần khám của mình thì ở cái cột bên tay trái cho mấy bạn nhìn thấy ha, là những cái phần khám của mình bên đây. Thì có nếu có bất thường gì thì mình sẽ phải ghi vô từng cái lần khám thai, mình sẽ ghi cụ thể vô cho trong cái bảng chăm sóc thai kỳ hiện tại này ha. Còn trang thứ tư á, là mình sẽ tổng hợp lại những bước còn lại của khám thai. Ví dụ như là mình sẽ ghi là những cái công việc của giáo dục vệ sinh thai nghén nè, những dinh dưỡng trong thai kỳ nè, việc tiêm phòng uốn ván, việc cung cấp thuốc thiết yếu ha. Đó, đây là cô có vẽ ra ví dụ cho mấy bạn nhìn thấy ha. Đây là những cái công tác tư vấn và từ cái bước thứ gì, sau cái bước thứ tư, từ bước thứ năm đến bước thứ chín còn lại mình phải ghi nhận vào trong cái này việc tiêm phòng uốn ván như thế nào. Đó là cái cột bên trái mình sẽ ghi những cái yếu tố cần và cần khai thác, và những nếu mà có hay không thì mình sẽ đánh dấu vào từng cái lần khám thai. Rồi cái đó bốn trang đầu thì là của chính bước khám thai. Từ trang thứ năm trở đi thì có sự khác biệt giữa cái sổ khám thai và cái phiếu khám thai. Hầu như là đến cái trang thứ tư là mình đã kết thúc của sổ khám thai bình thường, nhưng trong cái phiếu theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà thì nó có thêm những cái trang sau. Ví dụ như trang thứ năm nè, mình sẽ ghi lại những diễn biến của cuộc chuyển dạ và những cái tình trạng sức khỏe của trẻ sơ sinh. Thì đây là mình sẽ ghi nhận lại để mục đích cho tuyến dưới, nếu mà có chuyển lên tuyến trên, và tuyến trên người ta cũng sẽ ghi nhận lại cái bảng này để gì, để tuyến dưới sau này người ta sẽ tham khảo coi cái cuộc chuyển dạ đó nó có bình thường hay không, có những cái tai biến gì xuất hiện hay không thì mình phải ghi nhận lại. Ví dụ có băng huyết hay không nè, có tình trạng sản giật hay không nè, rồi và cái thời gian chuyển dạ là bao lâu nè. Thì đây là những cái bảng mà mình cần ghi lại cái diễn biến của cuộc chuyển dạ của cái sản phụ này tại cơ sở y tế
tại nơi mà sản phụ khám hoặc là tại bệnh viện tuyến trên mấy bạn ha. Đó, đồng thời cũng sẽ ghi lại cái gì trẻ sơ sinh, tình trạng của trẻ sơ sinh ngay sau sanh như thế nào, mình cũng sẽ ghi lại luôn. Rồi đó là trang thứ năm là tình trạng diễn biến của trực chuyển dạ và tình trạng trẻ sơ sinh. Còn trang thứ sáu thì mình là cái thời kỳ hậu sản đó, là mình chăm sóc bà mẹ sau sanh. Thì đây cô có kể cái bảng là trong vòng 6 tuần đầu sau sanh là thời kỳ hậu sản đó, thì những yếu tố như là tình trạng màu da nè, tình trạng cơ hội tử cung, sản dịch ha, đây là những cái mà cần thiết trong quá trình theo dõi hậu sản của một cái người phụ nữ. Thì nếu trong những cái tuần này nó có gì bất thường thì mình phải ghi nhận lại và mình sẽ có xử trí. Giống mình biết là tử cung nó sẽ co hồi dần dần và giảm dần kích thước mỗi ngày 1 cm, mình sẽ đo dần và cái sản dịch nó sẽ nhạt màu dần và nó lượng nó ít dần. Còn nếu nó ngược lại, nó hôi, nó đậm màu hoặc là nó làm cho tử cung nó di động đau các thứ thì đó là một cái tình trạng bất thường mà mình cần phải đi khám liền. Thì đây là những cái trang thứ sáu là dùng cho theo dõi chăm sóc bà mẹ sau khi sanh. Trang thứ bảy là phần kế hoạch hóa sau khi sanh xong. Mấy bạn nhìn thấy cái này cô kể cũng lâu rồi ha. Thì ví dụ như những cái năm của mình đó là những cái năm năm 18, 19, 20, có nghĩa là tùy theo cái năm mình sẽ điền cái năm vào đây. Mình thấy trong một năm này là chia ra những cái hộp nhỏ, một cái hàng này nè là có 3 tháng ha. Thì có nghĩa là 4 4 vậy là có nghĩa là bao nhiêu tháng? Tất cả là này là 12 tháng. Thì mình ghi nhận đây, trong vòng 12 tháng này thì mình ghi theo cái dục hàng ngang nè. Họ có áp dụng biện pháp tránh thai không? Nếu có áp dụng thì sẽ ghi những biện pháp nào? Còn nếu không áp dụng mà nếu ngày kinh cuối mình sẽ ghi vào đây. Nếu người ta trễ kinh, tháng này có kinh ngày này, tháng này có kinh ngày nào tiếp theo. Nếu mà tự nhiên thấy người ta bị những cái trục huyết đó, có kinh mà nó trễ quá thì coi chừng người ta là không áp dụng biện pháp tránh thai nữa thì có thể là có thai ngoài ý muốn. Thì đây là cái bảng mà mình theo dõi về cái phần kế hoạch hóa gia đình sau khi sanh, hoặc là cái kế hoạch hóa gia đình của những người phụ nữ chưa chưa có đang đang kế hoạch mà chưa có muốn có thai đó, thì mình sẽ ghi nhận vào trong cái bảng này để mình tổng hợp lại. Rồi về trang thứ 8 á, là những cái nó sẽ chia làm hai cột, một bên á, là đã cán bộ y tế ghi tại cơ sở ghi, còn nếu bên phải nếu có chuyển tuyến thì bên tuyến trên sẽ ghi nhận, ví dụ từ tuyến dưới chuyển lên tuyến trên ở bệnh viện từ dụ chẳng hạn. Về những ca nào bất thường thì mình sẽ ghi nhận. Sau này mấy bạn đi trực ở bệnh viện á, trong một đêm ví dụ ở từ dụ có những cái ca chuyển tuyến từ tuyến dưới lên rất là nhiều luôn á, trực ở cấp cứu sẽ thấy chuyển rất là nhiều. Và bây giờ đã chuyển tuyến lên, người ta sẽ gọi điện thoại trước và tại đây ví dụ như cô trực đêm cấp cứu tại đó, cô sẽ tiếp nhận cái điện thoại đó thì phải ghi nhận lại theo cái yêu cầu của bệnh viện á, là bệnh viện từ dụ người ta yêu cầu là phải ghi tất cả thông tin của chuyển tuyến, từ bác sĩ nào chuyển tuyến, số điện thoại của bác sĩ để mình còn liên lạc, tại sao lại chuyển tuyến ca đó và mình có tiếp nhận ca đó không. Nếu ca đó thuộc phạm vi của bệnh viện từ dụ về sản phụ khoa là tuyến cuối thì mình không có quyền từ chối. Còn nếu nó không có thuộc phạm vi của mình mà nó quá quá phạm vi của mình, ví dụ bà có một những cái ca người ta bị băng huyết sau khi mổ lấy thai hoặc băng huyết sau sanh á, rồi dẫn đến những người ta truyền máu mà cuối cùng thất bại, bây giờ tình trạng nó chảy máu này kia thì rất là sợ cái nguy cơ rối loạn đông máu ha, thì những cái đó nó nặng hơn cái vấn đề xử trí của mình. Ở dưới người ta cũng xử trí hết rồi, người ta cũng cắt tử cung, người ta cũng làm đủ trò hết, mà cuối cùng nó tình trạng của cái sản phụ đó là sau khi sanh hoặc sau khi mổ không ổn, thì lúc đó là mình tiếp nhận ca đó nó quá quyền của mình, lúc đó mình có thể chuyển qua thẳng bên bên Chợ Rẫy để điều trị bệnh nội khoa luôn ha, cấp cứu bên đó, chứ bên từ dụ cũng không làm gì hơn. Còn nếu ở tuyến dưới người ta về người ta đã cho sanh nhưng bây giờ nó bị băng huyết, người ta có cho thuốc rồi nhưng mà vẫn chưa có ổn và người ta không có máu để truyền, người ta chuyển lên tuyến trên thì mình phải tiếp nhận cái ca đó là ca của mình. Thì tiếp nhận có thể là mình sẽ mổ bụng lại kiểm tra, có thể cắt tử cung hoặc có thể dùng những biện pháp khác và những cái thuốc và cái máu để truyền cho, tại vì tuyến trên thì mình sẽ có đủ những cái phương tiện hồi sức đó. Thì có nghĩa là cô nói là khi tuyến trên tiếp nhận, người ta phải biết được tuyến trên nhận vì ca đó như thế nào, mình sẽ phản hồi tuyến dưới là cái công tác của mình sẽ tiếp theo mình sẽ làm gì cho người ta biết được, để sau này người ta gặp những tình huống như vậy có thể người ta phải chuyển sớm hơn ha. Thì đây là những cái trang thứ 8 là như vậy. Và trang cuối cùng của mình á là những cái ghi chú để lưu ý đối với bà mẹ ha. Thì mình sẽ đọc giùm cho cô những cái gần ghi chú này. Tất cả là có tất cả là 9 trang. Các bạn có nhớ được chút nào không? Về cái phần quản lý và theo dõi thì cái phiếu này mình sẽ lưu làm hai phân phân làm hai nhóm nha. Những phụ nữ có thai thì mình cho trong hộp riêng, những phụ nữ không có thai thì mình cho trong hộp riêng, tại vì người ta chỉ áp dụng biện pháp ngừa thai thôi.
ha, thì tất nhiên theo thứ tự của những cái khu phố cho nó dễ phân loại. Đối với người phụ nữ mà có thai á, thì mỗi cái tháng người ta đến khám hoặc đến cái kỳ hẹn tái khám á, thì người ta phải mang cái phiếu lên phòng khám và được ghi nhận vào phiếu của người phụ nữ và phiếu tại lưu lại trạm y tế ha, để sau này mình coi coi ví dụ đến tháng đó mà tự nhiên cái phiếu đó trống à, bên mình có mà người phụ nữ không đến khám là mình biết người ta quên khám rồi, thì có thể là mình phải 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 gọi điện nhắc nhở sao chưa đến khám. Ở trong cái chăm sóc của Bộ Y tế thì mình có yêu cầu là có thể đến khám tại nhà. Tuy nhiên là mình phải coi nguyên nhân tại sao người ta chưa đến khám hay người ta đã đi đến chỗ nào khác khám rồi, để mình còn ghi nhận lại trong cái phiếu theo dõi của mình nữa. Thì hàng năm mình sẽ đánh giá lại cái loại phiếu này. Rồi vậy kết luận như vậy là cái phiếu theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh tại nhà là một công cụ để giúp cho người phụ nữ biết được cái tình hình sức khỏe của bản thân ha, thông qua những cái quá trình khám theo dõi. Đồng thời nhân viên y tế người ta cũng nắm được cái tình trạng của cái sản phụ trong cái khu phố người ta khám có những cái nguy cơ gì, có theo dõi được tiếp tục tại nơi của mình hay không hay là phải chuyển tuyến. Sau này mấy bạn lớn, mấy bạn mà đi, mấy bạn về những cái tuyến cơ sở này, mấy bạn phải biết là những cái ca đó mình có nhận lại đây hay không hay là mình chuyển lên tuyến trên. À, ví dụ như ngày xưa cô có một cái thời kỳ là năm trước cái dịch khoảng năm 2018 hay 19 á, là phải về bệnh viện Hóc Môn để hỗ trợ, có nghĩa là bệnh viện Từ Dũ với Hùng Vương á, sẽ chia nhau về bệnh viện Hóc Môn để hỗ trợ khoa sản. Bởi vì cái năm đó là bác sĩ bên sản khoa của bệnh viện Hóc Môn nghỉ rất là nhiều. Đó, thì người ta không có lực lượng để trực giác ban đêm. Thế là hai bệnh viện lớn phải chia nhau về. Thì khi mà đưa xuống tiếp nhận tại tuyến cơ sở đó, có những ca mà mình phải nhận định là mình phải chuyển lên tuyến trên, chứ mình đừng có thực hiện tại tuyến dưới, vì có những cái nguy cơ mà mình không có lường trước được á. Ví dụ những tuyến dưới mà bị vết mô cũ nè, vết mô cũ mổ lấy thai mà lần trước có những cái nguy cơ thì mình nên chuyển lên tuyến trên, đừng có chuyển lên tuyến dưới. Lỡ mà em mổ trong đêm nó bị dính, nó bị tổn thương cơ quan nào, ruột, các thứ, bàng quang, mình xử trí không được. Hoặc là mình bắt con nó bị rách cái vết mổ xuống dưới sâu hay gì đó, mình cảm giác là nó khó khăn thì mình nên chuyển lên tuyến trên ngay từ đầu. Chứ mình đừng có lưu giữ lại tuyến dưới. Có nghĩa là khi mà mình học xong cái bài này thì mình biết là những cái nào mình cần giữ lại mình theo dõi được, và những nào khó khăn quá mình có thể chuyển lên tuyến trên, không có gì mắc cỡ, cái chuyện là chuyện bình thường, các tuyến hỗ trợ nhau thôi nha mấy bạn. Thì đây là một cái công cụ để quản lý thai nghén ha, nó khác cái sổ khám thai là từ trang thứ 5 tới trang thứ 9, là ngoài cái vấn đề là theo dõi cái tình trạng, trang thứ 5 là theo dõi tình trạng sức khỏe bà mẹ trong quá trình chuyển dạ và trẻ sơ sinh sau khi sinh, thì trang thứ 6 là mình theo dõi cái gì phần hậu sản. Rồi trang thứ 7 là mình thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Trang thứ 8 là mình sẽ ghi nhận là tình trạng sức khỏe của sản phụ tại cơ sở y tế, và tại nếu chuyển tuyến thì bác sĩ tuyến trên sẽ ghi nhận lại cho mình. Và trang cuối cùng là mình người ta tổng hợp người ta những cái phần ghi chú để người ta nắm được cái tình hình sức khỏe cụ thể của người ta ha. Cho nên cái phiếu này á, mấy bạn mà ai mà đã nhìn thấy cái phiếu này thì nó xuất hiện rất là nhiều ở những cơ sở khám ở địa phương, nó khá là dày nha mấy bạn, nó khá là dày, cũng có màu sắc cũng đẹp lắm á. Cho nên mấy bạn mà để nào cô chụp hình lại từng trang cho mấy bạn đưa lên cái bài giảng, mấy bạn sẽ để ý được hơn ha. Nó sẽ khác cái phần sổ khám thai đơn thuần của mình. Sổ khám thai mấy bạn tiếp cận hội y bố nó tại bệnh viện á, nó chỉ dừng ngay tại thời điểm người ta nhập viện để gì chấm dứt thai kỳ, sanh nở hoặc là mổ, là sau đó người ta không có biết cái quyển đó tiếp theo, người ta không có ghi nhận nữa ha. Từ đó trở về trước là còn phần tiền sản thôi, còn đến lúc mà sanh là không có ghi nhận lại. Cho nên cái đó là một cái khác biệt giữa cái sổ khám thai và cái phiếu theo dõi sức khỏe này. Trong bài giảng của cô, tất cả các bài đều có câu hỏi thi nha mấy bạn. Cho nên mấy bạn không có được bỏ bài nào hết. Những bài này nó không có khó. Rồi cả lớp mình có câu hỏi gì không cả lớp? Bùi Mai Trâm, Mai Trâm có ở đây không? Dạ có. Rồi Mai Trâm thấy có hiểu được chút nào không? Hình như nãy Mai Trâm cũng có, cô nhìn thấy cái tên này có nè. Dạ, em hiểu ạ. Em có câu hỏi nào không? Các bạn có câu hỏi nào khác không? Dạ em không có câu hỏi ạ. Ừ, tại nó có quá là đơn giản ha, cái bài nó cũng không có gì phức tạp hết á. Nhưng mà khi mà đi thi á, lỡ mà cô có câu hỏi, cô đi so sánh giữa cái sổ khám thai với cái phiếu theo dõi này, hy vọng là các bạn làm được. Mấy bạn chỉ cần gạch đầu dòng ra thôi ha.
có thể cho những cái câu hỏi viết để lấy điểm tại khoa, tại trại hay cái gì đó, hoặc là câu hỏi thi tại lý thuyết luôn, thì hy vọng là các bạn làm bài được nha. Cô nói rồi đó, trong bài giảng cô sẽ lồng cái phần nào kiểm tra vô, cho nên bạn nào không có đi học là thiệt thòi vậy nha. Rồi chắc mình bước qua bài thứ hai luôn, tại nhiều bài quá à. Đó mình có cần nghỉ giải lao không?